Thường thường á, là bước dưỡng da của mình cũng đơn giản lắm, tại vì da mình dễ nổi mụn á. Đây là cái túi mỹ phẩm của mình đem từ Nhật về, mà mình xài xong á, mỹ phẩm thì mình để bỏ vô đây, khi mà đi đâu á mình chỉ cần lấy nguyên cái túi này đi, hay đi du lịch gì đó nó cũng gọn, nó nhanh nữa, nên mình cứ để trong đây luôn, mình làm miếng bày ra bạn. Đó, bước skin care của mình đơn giản chỉ vậy thôi. Xong rồi giờ mình sẽ dưỡng mắt. Đây là loại dưỡng mắt mình xài. Dưỡng mắt xong rồi mình sẽ dưỡng môi. Elizabeth đẹp. Dưỡng môi này là dưỡng môi không màu. Xong rồi mình lấy dưỡng da và dưỡng da tay. Bình thường là mình đã thức khuya rồi, mà từ ngày cách ly với lại có bóng đá đó, mình còn thức khuya hơn nữa. Mình giống như là không phải là người Việt Nam nữa mấy bạn, xài giờ quốc tế không à. Bây giờ mình sẽ làm hồ sơ để xin visa lại, tại vì á mình đã về Việt Nam quá 1 năm rồi thì mình bắt buộc phải xin visa lại. Lần trước á là mình đã xin visa 1 lần rồi, nhưng mà do dịch bùng quá, visa chỉ có hạn 3 tháng thôi, mình không có đi, nên bây giờ mình phải làm hồ sơ để xin lại 1 lần nữa. Nói chung á thì cũng đơn giản thôi, mình chỉ cần điền cái form sẵn có của lãnh sự quán rồi in ra ký tên và chuẩn bị thêm những cái hồ sơ giấy tờ cần thiết nữa là xong rồi đó. Làm xong thì cũng gần 1 giờ sáng rồi. Good morning mọi người. Nhà mình nó không phải một mình là cú đêm đâu, còn có mẹ mình với lại nhỏ này nữa nè. Cháu rồi. Đừng ngủ chứ. Thức khuya thì lúc nào cũng đói bụng hết, nên mình xuống tủ lạnh kiếm đồ ăn ăn. Mình sẽ làm sữa chua ăn với dâu tằm và nướng bánh mì lên ăn chung với bơ cho đỡ đói, để có sức chút nữa cùng cả nhà xem bóng đá nữa. Về đá cho đặt câu lạc bộ của Đan Mạch chưa kịp thay đồ. Em qua đá cho ý á, qua đá cho ý à. Mình là cầu thủ nổi tiếng mà, nhiều câu lạc bộ thuê mình lắm. Hôm qua mình đá cho ý. Khởi động nhiều quá, cái dừng mất sức đó cầu thủ. Cầu thủ này á hay lộn đội lắm. Đọc 10 lần cho con đi. Mình áo đỏ, đang mặc 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 áo đỏ. Thôi hết giờ rồi chứ, 7 phút rồi. Hết giờ mày nghe không? Chúng ta chơi kỳ vậy? Hỏi coi. Hỏi nè, mày hỏi nè. Như kỳ vậy trời. Rồi hết giờ. Anh giống này nó lì. Phải em đuổi việc nó mới được. Hết giờ. Happy birthday. Chào chị giữa ta. Giờ cũng 5 giờ sáng rồi đó. Thôi mình đi ngủ nha. Bye bye.